là bất ngờ, tại vì khi quan sát ở bên ngoài thì người ở phía bên ngoài giỏ nó rất là kín, cứ nghĩ là đồ trẻ em hay là bỉm sữa gì đó thôi. Nhưng mà khi mở ra bên trong phát hiện đứa bé thì thật sự là không thể tin được vào mắt mình. Lúc đó là trời mưa rất là to, trực có chốt thì mình là người lớn rồi mình còn cảm thấy lạnh, thì đứa bé nhỏ như vậy thì nếu như mà phát hiện trễ hơn một chút xíu thì không tưởng tượng được là đứa bé đó tính mạng còn hay không. Thời gian mà mình nhận bé là ngày 10, nên khi thông báo ra là ngày 11 Tây, thì bắt đầu từ thông báo là ngày 11 Tây đến khi hết kết thúc 7 ngày, thì sau đó là cán bộ trẻ em á, sẽ chuyển hồ sơ. Một á, nếu mà trẻ không có gia đình nhận nuôi, không có người thân nhận nuôi, và cũng không có ai có gia đình nào mà đến đăng ký thủ tục nhận nuôi tại ủy ban phường á, thì phường sẽ lập hồ sơ chuyển lên thành phố Thủ Đức để mình làm thủ tục đưa trẻ vào trung tâm nuôi dưỡng. Anh đó tên là anh Hậu. Ừ, anh đó là học viên đi xuống được phân công hỗ trợ phường. Con ngủ rồi nha. Để gọi anh Đạt hỏi luôn anh nhanh. Bởi vậy nôn vô mà lát đó nha. Cưng chưa? Mai mẹ ơi con cưng rồi. Giờ đó con về đi.